Video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về đối tượng Tùng Lập trong Facebook. Thì nếu như các bạn chạy quảng cáo những cái đối tượng trùng lập nhau thì dần đến là cái nhóm quảng cáo sẽ đắt, bởi vì nó sẽ tự cạnh tranh với nhau. Thì làm sao chúng ta có thể kiểm tra được những cái đối tượng nó có trùng lập nhau hay không? Như vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Đầu tiên là các bạn tạo ra những cái đối tượng, ví dụ bây giờ tôi muốn kiểm tra chẳng hạn như là những người chạy ở Việt Nam tuổi từ 18-35 thì có sở thích là mua bán online rồi mua sắm trực tiếp này chẳng hạn, thì có trùng lập nhau nhiều không, hoặc là những cái đối tượng, tất cả những cái đối tượng nào tôi muốn kiểm tra thì tôi có thể chọn ở đây. Ví dụ như là tôi chọn cái đối tượng là lúc vào like vào Facebook này chẳng hạn, đúng không, và cái đối tượng là thành phố lớn này chẳng hạn, thì nó trùng nhau bao nhiêu. Thì tôi có thể ở đây tôi nhấn vào hành động, tôi chọn hai cái đối tượng này, tôi nhấn vào hành động. Các bạn có thể chọn nhiều đối tượng, và cái đối tượng đầu tiên được cái là những đối tượng này nó sẽ, đây là đối tượng chính, và so sánh những đối tượng này tôi sẽ tiến hành kiểm tra là hiển thị đối tượng trồng kéo đấy. Thì đây là các bạn thấy là đối tượng này này nó trồng chéo với đối tượng này tận 22%. Thì nếu như mà các bạn trùng tên 50% rồi thì chắc chắn là các bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ cạnh tranh cao giữa hai cái nhóm khác nhau. Thì muốn kiểm tra được thì các bạn hãy tạo cái đối tượng đã lưu ấy. Đây. Ví dụ bây giờ các bạn muốn kiểm tra được cái đối tượng này chẳng hạn. Ví dụ tôi muốn kiểm tra là đối tượng là ở Hà Nội đi. Ok. Tôi có, ví dụ bây giờ tôi đang hướng đến đối tượng mẹ và bé chẳng hạn, tôi cho là đến 27 đi, tôi bắt đầu sinh đi. Đến 35 đi. Đấy, và tôi ví dụ các sở thích về món ăn chẳng hạn. Món nướng chẳng hạn. Đấy. Bếp gia đình chẳng hạn. Đấy. Đồ dùng bếp chẳng hạn. Đấy. Món ngon mỗi ngày. Chạy nấu ăn đấy, thì tôi muốn kiểm tra, tôi đặt tên cho đối tượng này là Hà Nội đi, 27 đến cho 35 đi đấy, và tôi chọn nữ thôi đấy. Thì đây là bếp chẳng hạn, đây tôi chọn đối tượng này nhá, tôi lưu các bạn nhá, nó sẽ ra đối tượng này. Tiếp tục tôi tạo đối tượng đã lưu tiếp. Tương tự như vậy là ở Hà Nội. Từ 27 đến 35. Nữ. Và tôi cùng cái này giờ tôi không chọn những cái bếp ăn nữa, bởi vì là đối tượng mẹ và bé thì họ có thể đọc tạp chí đẹp chẳng hạn. À, xin lỗi tôi đánh nhầm. Đấy, ví dụ tạp chí này chẳng hạn. Đấy, tạp chí này chẳng hạn. Rồi tiếp tục là web trẻ thơ chẳng hạn. Đấy, làm cha mẹ chẳng hạn. Ok, thì tôi kiểm đây, tôi đặt tên đối tượng Hà Nội cũng từ là 27 đến 35, và cái này là về báo chí đi. Tôi tạo đối tượng. Thì làm sao tôi biết được hai cái đối tượng này nó có trùng lặp nhau hay không, thì tôi phải chọn vào đây. Và tôi chọn là hiển thị đối tượng trồng kéo. Thì như các bạn thấy đây là hai cái đối tượng này nó trùng nhau đến 73%. Tức là những người mà like những cái trang bếp mà lúc tôi liệt kê ban đầu ấy, những cái trang này nó trùng nhau 70%. Thì vô tình có khi mà các bạn test, các bạn chạy như thế này và các bạn không kiểm tra thì các bạn không thể biết được là hai cái đối tượng nó đang trồng nhau, và dẫn đến nó cạnh tranh và giá thầu hay giá quảng cáo nó sẽ lên cao. Thì nhờ vào cái chức năng đối tượng trồng chéo này thì các bạn hoàn toàn có thể
kiểm tra được và tránh nó ra. Thì trong cái đối tượng này thì tôi lưu ý thêm với mọi người một cái vấn đề, đó là các bạn có thể là chia sẻ cái tệp đối tượng này. Đấy, các bạn vào đây, các bạn chia sẻ. Thì tất nhiên là cái ID này nó phải nằm trong trình quảng cáo doanh nghiệp và các bạn có những cái ID này. Ví dụ tôi chia sẻ cho cái tài khoản Cương Bích này chẳng hạn. Ok. Thì tôi sẽ chia sẻ được. Cương Bích sẽ nhận được cái này và chia sẻ. Đấy là ok, tôi đã chia sẻ với một tài khoản quảng cáo khác. Chúc các bạn thành công.